Cô Hiên đây là cô Hiên đây. Cô Hiên xin chào tất cả các bạn đã đến với cô trong chương trình Vui Toán Trên Đôi Bàn Chân. Không phải, mà vui toán trên đôi bàn thì các bạn bàn tay, đúng rồi. Cô Hiên muốn thách thức các bạn thôi, xem các bạn có nhớ bài ngày hôm nay không. Và trong video này, trong buổi học ngày hôm nay, cô Hiên sẽ tiếp tục cùng các bạn chinh phục và chinh phục. Chúng mình chinh phục các phép tính trên đôi bàn tay với chủ đề anh béo xè ra, anh gầy thu vào. Trước khi đến với chủ đề này, các bạn hãy đi, hãy mời mẹ của mình ra học cùng, bố của mình ra học cùng nhé. Hoặc các thầy cô giáo có thể học video này để về có thể đồng hành với con mình, học sinh của mình các bạn nhé. Và bây giờ các bạn cùng với cô Hiên rèn luyện là rèn luyện, kỹ năng là kỹ năng. Chúng mình sẽ cùng với cô rèn luyện một kỹ năng được gọi là kỹ năng gì? Ghi nhớ, phản xạ và tốc độ thông qua bộ thể thần kỳ này cùng với cô. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Lần này chúng mình sẽ tốc độ hơn nhé. Hôm trước chúng mình đã luyện với cô 0,8 giây đúng không ạ? 8 giây. Bây giờ chúng mình luyện nhanh hơn nhé, là 7 giây đi. Chúng mình sẽ luyện với cô lên tốc độ 7 giây thật nhanh nhé. Chúng mình hãy đọc thật cho cô thật nhanh này, hoặc ghi lại cho cô nhé, để lại bình luận bên dưới để cô khen các bạn nhé. Chúng mình sẵn sàng với cô chưa? Bắt đầu nhá, để cho cô nhanh đọc nhanh lên cô nào. Bao nhiêu? Chính xác, tiếp tục, nữa nào. Nó lên, tuyệt vời, đúng rồi, giỏi hơn nữa nào. Siêu siêu nào. Đúng rồi, bao nhiêu đây? Chính xác nữa nào. Tuyệt vời, chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách cùng với cô Hiên. Và hãy cùng luyện tập với bộ thể thần kỳ này mỗi ngày các bạn nhé. Bởi vì đây là cách để chúng ta sẽ rèn luyện kỹ năng quan sát, kỹ năng ghi nhớ và kỹ năng phản xạ của chúng mình đấy. Hãy luyện tập điều này mỗi ngày nhé. Và hãy để lại bình luận bên dưới những phép những con số mà bạn đã nhìn được nhé. Và bây giờ thì các bạn đã cùng với cô Hiên, chúng mình sẽ đến với chủ đề anh béo xè ra, anh gầy thu vào. Với chủ đề này chúng mình cùng nhau ứng dụng trong các phép tính mà cộng với 7 như thế nào. Đơn giản, các bạn cứ làm theo cô Hiên thôi nhé. Và sau đó chúng ta luyện tập với cô Hiên ở trong sách nữa thì chúng ta sẽ có kỹ năng tốt hơn. Các bạn sẽ cùng với cô Hiên chinh phục. Ví dụ đầu tiên là 1 cộng 1 cộng 7. 1 đâu là 1 đâu? 1 đây là 1 đây. Cộng 1 xè thêm 1 nữa, đơn giản đúng không? Bây giờ cộng 7 này, cộng 7 vừa đến vừa xòe cho cô từ 1 đến 7 nhé. Vừa đến vừa xòe từ 1 đến 7 nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bằng mấy đây là bằng mấy đây? Bằng 9, đúng rồi. Bằng 9 là kết quả chính xác đấy các bạn. Tiếp tục nhé. Cô có ví dụ 2 cộng 7 trừ 3. 2 cộng 7 trừ 3. Nhìn ví dụ trên bảng cùng với cô hoặc ghi lại ví dụ này nhé. 2 cộng 7 trừ 3. Đầu tiên này, 2 đâu là 2 đâu? 2 đây là 2 đây. Cộng 7 nào. Cộng 7 nhé. Cộng 7 mình cộng với cô nào. Mình cộng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp tục mình trừ 3. Mình trừ 3 nhé. Mình trừ này. 1, 2, 3. Kết quả bằng 6 là kết quả chính xác. Chúc mừng là chúc mừng. Rất giỏi, rất giỏi. Tiếp tục ví dụ số 3 nhé. 3 trừ 2 cộng 7. 3 cộng 3 trừ 2 cộng 7 nhé. 3 đâu là 3 đâu? 3 đây là 3 đây. Trừ 2, mình trừ 2 thôi nhé. Mình trừ 2 nào. 1, 2. Dễ đúng không? Cộng 7 này, hãy nhớ nhé, vừa đếm vừa xòe là vừa đếm vừa xòe. Cộng 7 nào, mình đếm với cô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kết quả bằng là kết quả bằng 8, đúng rồi. Kết quả bằng 8 đấy, rất chính xác. Vỗ tay, vỗ tay, hoa tay, hoa tay dành cho các bạn. Ví dụ tiếp theo, 1 cộng 7 trừ 2. 1 đâu là 1 đâu? 1 đây là 1 đây. Đúng rồi, là đúng rồi. Cộng 7. Cộng 7 mình đến với cô nhé. Mình đến một xe này cùng 7 nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giữ nhé. Nếu như chúng ta chưa làm giống cô thì mình giữ cái tay này. Lấy cái tay còn lại mình giữ nhé. Tiếp tục mình trừ cho 2 nhé. Mình trừ cho 2 với cô là mình trừ 2 nào. 1, 2. Kết quả bằng 6. Đúng rồi. Mình giữ lại tay cho cô như thế này nhé.
Đó, và mình nhớ này, hãy bình luận kết quả bên dưới để cô chữa bài và chấm bài cho các bạn. Và ví dụ ngày hôm nay, với chủ đề ngày hôm nay thì cô Yên sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ thực hành hai ví dụ như sau nhé. Các bạn hãy về nhà hãy luyện cô Yên hai ví dụ này: 3 - 1 + 7 và 4 - 2 + 7. Hãy làm hai ví dụ này, hãy làm hai ví dụ này và sau đó sao? Hãy để lại kết quả chính xác ở phần bình luận trong cái buổi học ngày hôm nay để cô Yên chữa bài và chấm bài cho các bạn. Và thì các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh YouTube Vương Thị Hiền, ấn vào biểu tượng chuông đăng ký để mỗi lần cô Hiền có bài học mới nhất, bài học hay nhất thì các bạn sẽ là người được học đầu tiên các bạn nhé. Và hãy gì, hãy rèn luyện cùng với cô Hiền thông qua việc chúng ta làm trong sách đó, làm bài tập trong sách, hoặc các bạn có thể rèn luyện bằng phiếu bài tập các bạn nhé. Và hãy để lại bình luận bên dưới và có bất cứ câu hỏi nào các bạn cứ liên hệ trực tiếp với cô Hiền để Hiền hỗ trợ các bạn, đồng hành cùng với các bạn trong hành trình trở nên thông minh hơn, học giỏi hơn và đặc biệt yêu thích việc học tập hơn các bạn nhé. Và bây giờ cô Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn bạn đã luôn ở đây. Hiên luôn mong muốn được kết nối và chia sẻ tới bạn nhiều giá trị ý nghĩa hơn nữa về giáo dục. Hãy đăng ký kênh YouTube Vương Thị Hiên và bật thông báo để nhận được những thông tin mới nhất.